Nếu các bạn thấy video này hay thì ấn like một đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Bi nha. Hôm nay mình mới được lên hàng các bạn ạ. Đây, sau một tháng cày cuốc, mình hôm nay mình cũng đã ra được hàng rồi. Răng một nha các bạn, là 10.000 điểm thì mình sẽ được răng một. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mở nha, mở vàng để mà trong cái đợt event này mình sẽ lấy cái trang phục cuối cùng của con tàng hình nha các bạn. Đó, cái đây là mình sẽ được qua này. Đó, mình còn 100 điểm nữa là mình sẽ được cái trang phục của con tàng hình. Đó, các bạn xem để mình theo dõi cái nhân phẩm của mình hôm nay nha. 10 đồng vàng của mình đó các bạn. 10 đồng vàng của mình hôm nay sẽ mở được con gì nữa các bạn nha. 10 đồng vàng của mình mong là mình sẽ nhận được tiền trong game để mình có thể nâng cấp súng AI robot các bạn. Chờ đợi các bạn ơi, con gì đây? Trời ơi, lại trang phục. Trời ơi, lại nữa, trang phục con hồi máu. Không thể tưởng tượng được các bạn à. Nhân phẩm của mình chán quá, event nào cũng vậy. Đây là event trang phục màu trắng của con tàng hình nha các bạn. Rồi, mình sẽ vào để mình xem cái trang phục như thế nào các bạn nha. Trước tiên mình sẽ xem trang phục con hồi máu đây. Đây đây là trang phục mà mình mới mới nhận được nha các bạn. Nói chung mà cũng đẹp. Trang phục của trò chơi Mắt Anna thì tương đối là đẹp các bạn ạ. À. Rồi tiếp theo mình chuẩn bị xem trang phục của con đập mìn nha các bạn. Đây là trang phục màu trắng tương đối là đẹp nha các bạn. Đó, đây là trang phục một con này mình chưa chưa có được kỳ mình mua nha. Rồi, đây một clip ngắn của mình để trước khi mình vào trận đấu của ngày hôm nay nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo xem nha. A few moments later. Bạn, hôm nay mình lại chơi tiếp được mấy anh bạn. Mình sẽ đi vô hố nha bạn. Mình sẽ bắn, mình sẽ nhắm bắn luôn. Nè, mình ở dưới đây nha bạn. Lưu ý ở trên nó thấy mình, nó bắn mình luôn á bạn. Mình bắn, rồi bắn nha. Nó thấy mình kìa, nó thấy mình, không biết mình đâu bạn. Ơi, đi mình giết được con đó nha bạn. Ui, nó ở dưới, có đưa. Ui, mình lại ghen rồi. Tức quá, mình sẽ chọn con này nha bạn. Con này có chiếc nhanh là hết cho hết lại nha bạn. Mình sẽ chọn con khi mình sẽ bắn cho game, mình bắn một người nha bạn. Đi tiếp. 26 270. Mình sẽ bắn này này nè, trời ơi. Không biết nó hay mình, à, nó hay mình kia. Ui, ở dưới lưu ý ở dưới không bắn được nha bạn. Mình sẽ đi lên trên, mình sẽ ngó xem có ai. Mình sắp hết máu nha bạn. Chạy 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 chạy. Rồi mình sẽ, ui mình chết nữa nha bạn. Mình chọn con bánh xa nha bạn. Mình sẽ bắn. Lưu ý con này con bánh xa nha bạn. Đồng đội dưới mà ông bắn được. Nó bắn rồi đó. Con này có chức năng là chặn vào cho nó đi chậm lại nha bạn. Mình sẽ để đây cho nó hỏi. Ui, nó muốn sao? 60 67 68 60 69 30 61 rồi 32 33 34 35 rồi. Ui, nó đang bắn đạn mạnh quá. Đạn bự lắm. Đạn không mạnh nữa.
mình dướng nha. Ui, mình sắp chết rồi. Mình quê nhìn nha bạn. Mình hạnh nhất nha. Chào mình với bạn dựng đấu chính heo mình nha. Mình sẽ chơi nha. Mình sẽ chọn con chạy nhanh nha bạn. Chạy ngó. Mình sẽ đi chạy nhanh. Ôi, mình sẽ chiến. Mình sẽ chạy nhanh. Trời ơi, nó kìa, nó kìa. Nó lên trên rồi. Nó kìa, nó kìa. Nó xa quá bạn ơi. Mình không thể được. Ui, yeah, mình bắn một người nha bạn. Đã 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18. Ui, mình sẽ chín nha bạn. Ui, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Ui, mình sẽ bắn. Ui, yeah, mình bắn được ngồi nữa nha bạn. 33, 34, 8, 40. Ui, ui, mình sẽ bắn này. Người dám chín mình. Ui, mình bắn, mình tông hụt nha bạn. Ui, thầy. Ui, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Sẽ bắn lại cho. Ui, mình bắn hụt rồi nha bạn. 13, 66. Ui, 66. 17, 68. Ui, ui. 71, 72, 73, 74, 78. Ui, 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 ui. Yeah, mình bắn được hơn một người luôn nha bạn. 19, 81, 82, 19, 8, 87, 88, 89, 99, 99, 99, 100, 100, ui.